Nhanh 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 nhanh. Trời ơi là trời, từ ngày mà cái làng Hero Team này nó mất đi cái con rồng, người ta nói là nó cái khu đất trống này nó thoải mái mà nó thoáng mát gì đâu luôn á. Trời ơi, tôi cảm ơn trời, cảm ơn đất vì đã gọi là kiểu như là đập bớt đi cái con rồng ở đây. Ta nói cái con rồng gì mà nó vừa xấu mà nó vừa chật chội nữa, thiệt tình dễ sợ không nữa. Thôi bây giờ rảnh rồi, bây giờ mình đi ở ngoài đây hóng gió các thứ coi. Nhì nhông 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 nhì nhông. Cái gì vậy Simbay? Bá Trung, ông có biết mấy bữa nay là có chuyện gì không hả? Cái gì? Có chuyện gì? Bá Trung, tôi có một chuyện rất là quan trọng luôn á. Chuyện quan trọng? Chuyện gì? Nói chung á là cái chuyện này chị đáp lại. Để Kai nói cho Sim nghe nè. Cái chuyện quan trọng đúng không? Nói chung là Kai thì nói chung là Kai là một con người gọi là không có thích dài dòng. Cho nên là bây giờ dù gì có cái chuyện quan trọng gì thì Sim cứ nói đi. Tại vì Sim hiểu không? Kai là một con người rất là thích gọi là ngắn gọn súc tích. Cho nên là mỗi lần mà Sim có cái chuyện gì ngắn gọn, Sim cứ nói thẳng ra với Kai, hiểu không? Và tại vì cái câu chuyện này của mình á là nó ngắn gọn thôi. Mình không có cần phải nói dài dòng, Sim hiểu không? Bởi vì cái câu chuyện này nó không có dài dòng nên mình phải nói ngắn gọn để cho người ta dễ hiểu. Mà khi người ta dễ hiểu thì người ta sẽ tiếp thu được cái câu chuyện này dễ hơn. Hả? Gì vậy má? Trời đất ơi, tôi không biết cái câu chuyện, tôi chỉ nói được 3 từ thôi, ông nói thành 50 từ luôn á. Trời đất ơi, để người ta nói coi. Thì khi mà Sim nói thì Sim phải nói cho người ta dễ. Trời, rốt cuộc bằng cái chuyện gì? Nói chung á, biết mấy bữa nay làng mình có vụ hot lắm, biết không? Làng mình có vụ hot, là vụ gì? Vụ hot, cái vụ đó, nó không biết vụ hot luôn hả? Vụ gì? Nói chung là bữa nay có gọi là nhiều cái bộ đôi đã xuất hiện nè, cái bộ ba bá đạo không? Bộ ba bá đạo là có Mr. Dịch, Timmy với Phong Cận đúng không? Đó thì là bộ thứ nhất, còn gọi là gì thì cặp đôi siêu quậy biết không? Cặp đôi siêu quậy, hình như là chị Camu với anh Sigo. Đó, trời ơi, bữa nay gọi là nhiều người gọi là tạo gọi là hội phe quá. Nhưng mà tụi mình thì cô đơn quá, không biết làm gì hết trơn á. Cũng đúng nha. Tính ra là các bạn ơi, hôm bữa giờ trong làng Hero Team của bọn mình á, rất là nhiều những cái gọi là giống như là bộ ba bá đạo và cặp đôi siêu quậy luôn. Nhưng mà tính ra bây giờ là chỉ còn dư ra mình với Simmy với Sammy thôi. Ôi, ê, tính ra, ê Simmy, Kai nghĩ như thế này nè. Bây giờ mình mới gọi là kiểu giống như là bây giờ tụi mình để cho ba tụi mình lẻ vậy thì không được. Hay là bây giờ tụi mình gọi là kiểu như là lập ra một biệt đội mới đi. Biệt đội hả? Đúng rồi, mình hãy lập ra một biệt đội mới rồi sau đó mình sẽ gọi là lật đổ gọi là bộ ba bá đạo. Chơi không? Trời đất ơi, ông giữ vậy luôn, ở đây ba người mình, hai người sao lật? Hả? Có Sammy nữa mà. Để tập sau tôi gọi là gũ Sammy vô đây rồi tụi mình sẽ gọi là bàn kế hoạch gọi là lật đổ bộ ba bá đạo và cặp đôi siêu quậy. Chơi không? Tôi không biết, chị kèo này hơi căng. Ngày ngày chặn cái gì? Thôi được rồi. Hôm nay bà qua thông báo cho tôi vậy là tôi biết rồi. Thôi để tôi gọi là nghĩ kế hoạch cho. Bà chờ tin vui của tôi đi. Ok mọi người, thì yes, bây giờ chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Woo! Ok thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại đến với gọi là bắt cua kể chuyện rồi. Thì yeah, đây có lẽ là một con map mà khi mà các bạn chơi Mini World lâu thì các bạn sẽ gọi là cảm giác nó rất là quen thuộc luôn đúng không? Nhưng mà thôi bỏ qua cái chuyện về cái map Mini này à. Ngày hôm nay thì như lúc đầu các bạn có thể thấy là mình đã có một cuộc nói chuyện với lại Simmy về vấn đề gọi là thành lập một cái gọi là biệt đội mới trong Hero Team. Thì yes, có lẽ là thực ra là hôm bữa giờ từ khi mà cái ngày mà bộ ba bá đạo được hồi sinh lại á, là có Mr. Vịt nè, có Phong Cận với lại là có Timmy ấy, thì có rất là nhiều bạn hỏi tụi mình một câu, đó chính là nếu mà gọi là ba người đó gọi là đã thành lập gọi là bộ ba bá đạo rồi thì những thành viên còn lại có nên lập một biệt đội khác hay không? Thì đó chính là câu hỏi mà mình được gọi là nhận lại rất là nhiều luôn. Thì thật ra thì lúc trước á, khi mà mình có gọi là kiểu như là khi mà mình thấy bộ ba bá đạo được hồi sinh ấy, mình đã có ý định đó chính là gom 5 người còn lại vào để gọi là làm một biệt đội mới để có thể gọi là kiểu như là đánh nhau với lại bộ ba bá đạo. Nhưng mà có một cái không may, đó chính là Zero đã gọi là làm một biệt đội khác, đó chính là biệt đội vui nhộm rồi, biệt đội siêu quậy cùng với là chị Camui rồi. Cho nên là bây giờ chỉ còn có mình Jimmy với Sammy rồi mấy anh hai à. Thì mấy anh hai nghĩ là nên đặt cho biệt đội của ba đứa mình tên gì thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Chứ giờ bộ ba, giờ tôi mà đặt bộ ba nữa thì nó hơi bị trùng lập quá. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là đến với một cái gọi là clip bắt cua kể chuyện, một cái clip gọi là trả lời câu hỏi để có thể trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt trong tuần vừa qua về gọi là cái bộ ba bá đạo này. Thì chắc là có lẽ các bạn rất là thắc mắc luôn, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ gọi là trả lời những cái câu hỏi đó của các bạn nha. Ok, và chắc là mình sẽ gọi là vô luôn câu hỏi đầu tiên, đó chính là của bạn Hoa Fan. Anh ơi, em thấy Mr. Dịch làm bộ ba bá đạo, sao anh không làm đi anh?
thì đây cũng là cái câu hỏi mà lúc nãy mình vừa mới nói luôn, đó chính là Mr. Dịch đã gọi là làm bộ ba bá đạo thì sao anh không làm đi. Thực ra là anh đã từng có ý định làm rồi, em hiểu không? Thực ra là mình đã có một cái ý định làm rồi, nhưng mà mình sẽ gọi là làm trong 5 người, nhưng mà hôm bữa Siro đã làm cùng với Kamui rồi, cho nên là chỉ còn có 3 người tụi mình thôi mấy nay à. Mà mình nói thật với các bạn luôn á, là nếu mà trong một cái biệt đội ấy mà để cho nó vui á các bạn, nếu mà trong một biệt đội mà để muốn nó vui á thì sẽ có một con trai, sẽ có thường là 2 con trai và một con gái, nhưng mà bây giờ chỉ còn có mình nè Sim Sam thôi à. Không biết là tụi mình sẽ làm chủ đề gì đây, không biết là mọi người có gọi là những cái ý kiến nào giúp cho tụi mình hay không, thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Ok, thì đó là câu hỏi mà anh đã trả lời cho em nha Hoa Fan. Và câu hỏi tiếp theo của Mưa TV: anh có dự định nào sắp tới không hả? Em thấy Hero Team đang có bộ ba bá đạo. Ồ, tính ra câu hỏi này cũng là câu hỏi hồi nãy mà ta. Ok. Thì nói chung là dự định sắp tới á, là bọn anh sẽ gọi là kiểu như hợp tác. Anh sẽ hợp tác cùng với lại Sammy và Simmy để lập ra một cái biệt đội mới, để có thể gọi là kiểu như sánh vai cùng biệt đội siêu quậy và biệt đội bộ đôi siêu quậy và bộ bá đạo. Tại vì tính ra trong Mini World bây giờ ai cũng có những cái biệt đội riêng rồi, mà bây giờ ba đứa mình không có biệt đội thì nó hơi kỳ đúng không mọi người. Cho nên dự định sắp tới của mình sẽ là làm một cái biệt đội, và một dự định riêng lẻ nữa của mình đó chính là hy vọng sắp tới sẽ được 1 triệu subscriber nha mọi người. Ok, đến với câu hỏi thứ 3 đi. Câu hỏi thứ 3 của bạn Shadow: có bộ ba bá đội rồi, các thành viên còn lại không làm chung mà sao tách ra vậy anh hả? À không có, bọn anh không có thể tách ra đâu em ơi, tại bọn anh vẫn là chung một tập thể nha. Thật ra thì cái việc mà trong Hero Team tự nhiên có biệt đội này biệt đội kia thì không phải là tụi mình tách ra đâu nha mọi người. Tụi mình vẫn là Hero Team, nhưng mà chỉ là tụi mình tạo ra những cái biệt đội đó để kiểu như là cho các bạn fan hứng thú hơn thôi á. Các bạn hiểu không? Chứ không phải là tụi mình tách ra làm lẻ hay gì đâu nha. Cho nên là mấy này sau này đừng có hiểu lầm biệt đội bá đạo, bộ đôi bá đạo, à lộn, bộ ba bá đạo với là Hero Team là 2 team khác nhau nha. Không có, tụi tôi là một team, nhưng mà chỉ là tụi tôi kiểu dạng như là trong một cái đài truyền hình thì nó sẽ có gọi là những cái phim này ấy, thì cũng giống như là trong Hero Team bọn mình ấy thì sẽ có những cái gọi là câu chuyện này câu chuyện kia đó các bạn hiểu không? Cho nên là hy vọng mọi người không hiểu lầm. Câu hỏi tiếp theo của bạn gọi là Trung Quéo: sắp tới anh sẽ làm chung nhóm với ai hả? Ok, lại là một câu hỏi nữa của một câu hỏi mà mình đã trả lời rồi, đó chính là sắp tới anh sẽ làm cùng với lại Sammy và Simmy, và mình vẫn chưa biết được là sắp tới mình nên đặt tên gì. Cho nên là nếu anh em nào mà có gọi là cho nên là nếu mà anh em nào mà kiểu giống như á là có những cái tên hay để cho biệt đội của mình và Simmy Sammy á thì anh em đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Tại vì là có 2 đứa con gái mà tới có mình tôi con trai rồi nên không biết đặt tên gì luôn á. Ok, thì đó chính là video gọi là trả lời câu hỏi của mình trong gọi là những cái gọi là thắc mắc vừa qua của các bạn về biệt đội, những cái biệt đội và bộ ba bá đạo trong team mình. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu mà các bạn yêu thích thì đừng quên để lại share của mình, một nút like, share và một nút subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye.